Anh và ba chào các bạn nha. Hôm nay mình nhận con iPhone XS Max này. Nó bị vào nước và mình đã vệ sinh sạch sẽ và ráp lại thì máy nó vẫn còn bị chạm chập ở đâu đó nên gây nên hiện tượng là lên táo tắt này. Thì để khắc phục và xác định được nhanh nhất cái nó bị chạm chập ở chỗ nào ấy thì chúng ta sẽ cách ly camera, cáp phê đi, rồi cáp cảm biến. Mình cách ly từ từ những cái đó nhé. Thì khi mà cách ly sau đó bật khởi động máy ấy, thì mình đã xác định được là cái cáp cảm biến này nó gây ra cái lỗi này, cái cáp cảm biến và cáp mic ở trên này này nó còn bị chạm chập ở đây nên là nó gây ra cái lỗi khởi động tắt này đó. Khi mình kết nối cái cáp này ra thì máy đã khởi động được lên rồi nhá. Khi mà khởi động ấy thì máy nó sẽ loát qua tất cả các bộ phận, các linh kiện xem là khi mà nó phát hiện ra có chạm chập ấy thì nó sẽ tắt nguồn và khởi động lại nên mới có hiện tượng là lên táo rồi tắt. Thì khi mà nó loát qua cái cáp này thì nó phát hiện chạm thì nó sập nguồn rồi nó lại mở đóng nguồn. Thì bây giờ mình sẽ bóc cái cáp này ra, mình kiểm tra lại xem là nó bị chạm chập như thế nào nhé. Chân này bị thông nha các bạn ạ. Mấy chân này thì như là nó đi lên đi sang con này này. Còn cái con cảm biến ở đây. Và sau khi mình cách ly và vệ sinh sạch sẽ thì mình đo lại. Đã thấy nó hết chạm rồi các bạn nhé. Hết chạm rồi. Hai chân này nó thông nhau này. Và bây giờ mình sẽ đóng lại cái con này nhé. Ok, hết chạm rồi các bạn nhé. Hai chân này thông nhau này. Rồi ok.
Được rồi nha các bạn. Sau khi xử lý xong rồi cáp thì máy đã lên được bình thường rồi. Rồi, vậy anh mua bài. Chúc các bạn thành công.